Mua Android TV Box và camera giám sát giá tốt nhất, bảo hành dài nhất đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video vlog công nghệ trên kênh YouTube của mình. Hiện nay nếu chúng ta phân điện thoại ra thành 3 phân khúc thì mình nghĩ là sẽ có phân khúc giá rẻ, phân khúc điện thoại tầm trung và phân khúc điện thoại cao cấp đi. Đấy. Thế thì với 3 phân khúc này thì nó sẽ phù hợp với những ai? Phân khúc điện thoại giá rẻ là dành cho những người thu nhập chưa cao hoặc là dành cho học sinh sinh viên. Phân khúc thứ hai đó là phân khúc tầm trung thì có thể dành cho những người đi làm, với cả đại đa số người dùng cũng có thể tiếp cận được với phân khúc này. Phân khúc thứ ba đó là phân khúc điện thoại cao cấp thì là dành cho những người nào mà có thu nhập nó phải tương đối thoải mái, chúng ta sẽ mua ở cái phân khúc này. Tuy nhiên nếu các bạn hỏi mình là cái phân khúc điện thoại nào xứng đáng với từng xu mà chúng ta bỏ ra thì thời điểm hiện tại mình nghĩ là phân khúc điện thoại tầm trung thời điểm này đang là xứng đáng về từng xu mà chúng ta bỏ ra, đặc biệt là phân khúc điện thoại tầm trung hàng sách tay. Đấy, tại sao lại như thế? Mình sẽ phân tích cho các bạn nhé. Đầu tiên là với phân khúc điện thoại cao cấp đi, chúng ta sẽ phải bỏ ra tầm khoảng 15 đến 17 triệu để mà mua một chiếc điện thoại Xiaomi Mi 11. Đấy là phân khúc cao cấp của Xiaomi rồi. Chúng ta phải bỏ ra khoảng 18 cho tới 22 triệu để mà mua bộ đôi Galaxy S21 Plus và S21 Ultra. Đó là phân khúc cao cấp của Samsung năm nay. Và chúng ta phải bỏ ra khoảng từ 18 cho tới 30 triệu để mua một trong bốn chiếc điện thoại trong bộ 4 iPhone 12 series năm nay của Apple. Đấy là phân khúc cao cấp của Apple. Đấy, như vậy là phân khúc cao cấp giá nó rất là cao, đúng không nào? Còn phân khúc điện thoại tầm trung thì ngày hôm nay mình sẽ lấy cho các bạn cái ví dụ trong cái khoảng giá tầm từ 5 cho đến 7 triệu, 7 triệu rưỡi đi. Đấy là phân khúc mà phổ biến nhất của tầm trung rồi, đúng nào? Còn nếu mà cao hơn, ví dụ như tầm 9-10 triệu thì mình gọi đó là cái phân khúc giữa tầm trung và cao cấp, gọi là cận cao cấp, thì thôi phân khúc đó mình bỏ qua nhé. Còn phân khúc giá rẻ thì nó sẽ tầm khoảng từ 4 triệu đổ xuống, kiểu như thế chúng ta sẽ gọi là phân khúc giá rẻ đi. Đấy, nhưng mà cái phân khúc giá rẻ thì mình thấy là các hãng điện thoại họ cắt giảm đi rất là nhiều. Ví dụ như điển hình cái con Realme Q2i đi là phân khúc giá rẻ đấy. Màn hình thì chỉ là HD cộng, xong rồi camera thì có tới 3 cái nhưng mà 2 cái đã là trang trí rồi. Hay là những điện thoại Vsmart thì nó cũng phải hy sinh nhiều thứ, những sóng sánh, những thứ chưa ổn, hệ điều hành chưa ổn định, thu âm không tốt các thứ. Đấy, kiểu như vậy. Được cái này thì phải mất cái kia, hay là thậm chí là phân khúc giá rẻ bây giờ cũng không có quá nhiều điện thoại mà nó hiệu năng nó phải ấn tượng. Đấy, nhưng phân khúc tầm trung bây giờ mình sẽ phân tích nhá. Đầu tiên là thiết kế của những điện thoại tầm trung bây giờ vẫn lấy từ những cái điện thoại cao cấp đưa xuống, của các hãng đó đưa xuống. Ví dụ như điển hình các bạn có thể thấy luôn là cái con Redmi K40 đi. Nó là một chiếc điện thoại lấy cái cảm hứng thiết kế từ cái con Mi 11 đi xuống. Tất nhiên là nó không có màn hình cong, nhưng mà cái cụm camera ở phía sau các thứ là lấy cảm hứng từ con Mi 11 đấy. Còn cái con Redmi Note 10 Pro đi, Redmi Note 10 Pro cũng mới ra mắt, là cái cụm camera ở phía sau của nó tương đối là giống với cả Mi 10T Pro đấy. Vậy là cái thiết kế của nó là đem từ flagship đi xuống. Cái viền các thứ của nó cũng làm tương đối mỏng rồi. Tất nhiên không thể mỏng bằng flagship, nhưng về cái trải nghiệm thực tế mà chúng ta trải nghiệm thì nó không có quá nhiều sự khác biệt đâu. Đấy, đấy là cái điểm thứ nhất. Thứ hai nữa, ngày xưa chúng ta chỉ nghĩ đến điện thoại cao cấp khi mà nó có màn hình tần số quét cao, lại kết hợp với Super AMOLED, độ sáng màn hình cao thứ. Nhưng bây giờ, ví dụ như với cái tầm giá khoảng 5 triệu chẳng hạn, là các bạn đã có thể lựa chọn mua được một con Redmi Note 10 Pro với màn hình AMOLED, với tần số quét 120Hz, với độ sáng 1200 nit rồi. Và kính cường lực thì là kính cường lực 5 rồi. Ok, nó không phải là kính cường lực Gorilla Glass Victus như là những cái mẫu cao cấp, nhưng kính cường lực 5 cũng đã là một loại kính rất là tốt rồi. Và nó cũng xứng đáng với từng xu chúng ta bỏ ra chứ, đúng nào? Đấy, cái màn hình này. Hiệu năng, ngày xưa chúng ta chỉ nghĩ đến việc là phải mua điện thoại cao cấp thì mới có hiệu năng tốt được. Nhưng ví dụ như cái thời trước khi cái con K30 5G nó dừng sản xuất nhé, chúng ta chỉ việc bỏ ra có khoảng 5 triệu thôi để mua một chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 765G cũng khá ổn đấy chứ. Nhưng mà chúng ta có thể lấy lý do là ui rồi, con chip đấy thì kể cả 765G thì nó cũng là con chip đầu 7 nữa, chỉ là con chip tầm trung, thì ok, con chip tầm trung nó xứng đáng với cả cái số tiền tầm trung của nó là đúng rồi, ok, mình đồng ý. Nhưng thời gian gần đây các bạn để ý này, K40 là một chiếc điện thoại với mức giá bán ra nước ngoài là khoảng 7 triệu mà nó lại được trang bị con chip Snapdragon 870, thì các bạn thấy như thế nào? Đấy là con chip cao cấp đấy nhá, không phải con chip tầm trung đâu. Nghĩa là những cái con chip mạnh cũng đã bắt đầu được trang bị ở trên những chiếc điện thoại tầm trung rồi. Về camera, đấy, tất nhiên camera 108 megapixel cũng được trang bị như trên những sản phẩm tầm trung, mặc dù nó chỉ làm màu thôi, nhưng camera của nó không đến mức độ gọi là
tệ đấy, không không phải gọi là camera tệ. Tất nhiên so với cả flagship thì camera nó vẫn còn một khoảng cách khá là xa so với flagship, nhưng để mà gọi là tìm ra một chiếc điện thoại tầm trung nào bây giờ mà bảo là ôi camera của nó như ấy thì rất là khó. Đấy, nghĩa là nó có thể ở mức độ khá hoặc là mức độ trung bình chứ không phải là mức độ tệ được. Camera của những điện thoại tầm trung bây giờ mình thấy cũng tương đối ổn rồi. Tiếp tục nữa nào, pin. Điện thoại tầm trung pin trâu lắm, ôi dồi ôi, có những điện thoại pin nó trâu hơn cả flagship cơ. 6.000 tìm một điện thoại tầm trung có mà đầy. Đúng nào, giá rẻ còn tìm được pin thì là điện thoại flagship là mình nói thật chứ không có cửa để so sánh sao với điện thoại tầm trung đâu. Điện thoại tầm trung bây giờ pin nó trâu lắm rồi. 6.000 cũng có. Nhưng mà cái mà mình quan tâm ở đây là gì? Đấy là cái sạc ấy. Thì nhiều người cứ nói là ui điện thoại tầm trung thì pin thì trâu thật đấy, nhưng mà sạc thì vớ vẩn. Nhưng không, bây giờ ví dụ như cái trường hợp con Redmi Note 10 Pro này, điện thoại tầm trung thôi nhưng mà đã được trang bị sạc 33W rồi, hay thậm chí là cách đây một khoảng một thời gian cũng tương đối lâu, mấy tháng rồi, là con Poco X3 này cũng được sạc nhanh 33W, hay thậm chí là Realme Q2 Pro đi, Realme Q2 Pro điện thoại tầm trung đấy nhá, không phải điện thoại cao cấp đâu. Và điện thoại tầm trung này giá như nào các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Đấy, đúng nằm trong khoảng giá từ 5 đến 7 triệu không? Realme Q2 Pro sạc nhanh 65W. Cái điều mà những điện thoại cao cấp bây giờ của Apple với cả Samsung chưa có. Các bạn thấy sao? Điện thoại tầm trung đã có rồi đấy. Ngày xưa nghĩ đến những chiếc điện thoại nghĩ đến kháng nước kháng bụi, chúng ta chỉ nghĩ đến những cái điện thoại cao cấp thôi. Nhưng bây giờ điện thoại tầm trung đã được trang bị kháng nước kháng bụi rồi. Ví dụ như điển hình là cái con Poco X3 đi, đã có kháng nước rồi, IP53 đấy. Hay là Redmi K40 cũng có này, hay là Redmi Note 10 Pro cũng có này. Tất nhiên IP53 thì nó không thể bằng IP68 của những cái sản phẩm điện thoại cao cấp được. Nhưng cái mà chúng ta cần ở đây là gì? Đấy là cần trong những trường hợp nhỡ nhàng, nhỡ may có cốc nước đổ lên hay nhỡ may có một cơn mưa bất chợt đổ xuống, thì chúng ta cần thì tính năng đó. Chứ không phải là chúng ta đua nhau cái chỉ số kháng nước kháng bụi để chúng ta mang điện thoại xuống dưới nước chúng ta chụp ảnh đấy, hay là đua nhau với cái khả năng đó để chúng ta đưa lên Bắc Cực chúng ta dùng. Đúng là không có đó, chỉ cần có là đã tốt rồi, điện thoại dùng vẫn được trang bị. Ngày xưa ở trên những cái điện thoại cao cấp chúng ta mới nghĩ đến loa kép chứ, nhưng bây giờ loa kép xuất hiện nhan nhản đấy. Poco X3 có loa kép này, thậm chí giá rẻ như là Poco M3 cũng có loa kép này, đấy, rồi là Redmi K40 với cả Redmi Note 10 Pro hiển nhiên là phải có loa kép rồi. Rồi là chúng ta nói là ui dồi loa kép thì cũng vớ vẩn, ăn thua gì, quan trọng nhất là phải trang bị công nghệ âm thanh vào đấy chứ. Thì hãy để ý, những điện thoại tầm trung của Samsung đã được trang bị công nghệ âm thanh Dolby Atmos rồi đấy. Rồi tiếp tục nữa nào, vân tay đúng không? Chúng ta mong muốn là điện thoại phải có vân tay bên trong màn hình đúng không? Samsung đã kéo vân tay ở bên trong màn hình từ điện thoại cao cấp xuống điện thoại tầm trung. Tất nhiên cái thế hệ cảm biến nó không thể nhanh bằng điện thoại cao cấp được, nhưng ít ra là nó có cái cảm biến vân tay bên trong này là ví dụ như trên Alamos này. Còn trải nghiệm về hệ điều hành thì hiển nhiên rồi nhá, hệ điều hành của điện thoại tầm trung hay điện thoại cao cấp là giống hệt nhau, bởi vì cùng một hãng sản xuất ra cơ mà. Đúng nào, cái One UI của Samsung thì tầm trung hay điện thoại cao cấp đều được hưởng cơ mà, hay cái MIUI của Xiaomi thì tầm trung hay điện thoại cao cấp cũng đều được hưởng cơ mà. Nhưng quan trọng là mình thấy là nếu mà chấm điểm flagship được khoảng 10 điểm thì điện thoại tầm trung bây giờ cũng phải được khoảng 7-8 điểm, nhưng mức giá của điện thoại tầm trung bây giờ thậm chí là còn chưa bằng một nửa so với mức giá của điện thoại flagship đó. Thì đấy mới là cái vấn đề mà mình nghĩ ở đây, nghĩa là nó xứng đáng với từng xu mà chúng ta bỏ ra ở cái chỗ đấy. Đấy, nghĩa là chỉ cần chúng ta được 7 phần thôi nhưng mà giá thì lại bằng 1/3 thì là chúng ta đã có lãi rồi đấy. Đấy, thì đấy là cái quan điểm của mình phân tích ở trong video ngày hôm nay. Còn tất nhiên nếu các bạn có nhiều tiền, chúng ta hoàn toàn có thể mua điện thoại cao cấp bình thường. Bởi vì mình cũng chia sẻ luôn đấy là đôi khi có những chiếc điện thoại một bên là 9.5 điểm, một bên là 10 điểm, lệch nhau có 0,5 điểm thôi, nhưng giá bán có thể lên tận 10 triệu, trên lệch khoảng 10 triệu về mặt giá bán. Đấy, nhưng mà người giàu người ta vẫn bỏ tiền ra để người ta mua, bởi vì người ta muốn có những cái trải nghiệm nó hoàn hảo nhất ở trên một chiếc điện thoại. Nhưng mà với cá nhân mình, nếu bạn là một người thực tế, là một người thực dụng như mình, thì hiện tại nếu không quá cần đến những nhu cầu nó phải quá là kinh khủng thì lựa chọn điện thoại tầm trung nó thường là xứng đáng với số tiền chúng ta bỏ ra nhất, ít nhất là thời điểm hiện tại. Đấy, các bạn có thể tham khảo qua một số những sản phẩm điện thoại tại Clickbuy. Trong thời gian sắp tới thì Clickbuy cũng sẽ về bộ 3 Redmi K40 series, cũng như là họ cũng sẽ về cả bộ 3 Redmi Note 10 nữa. Anh em có thể đón chờ nhé. Thế và ngoài ra bây giờ thì họ cũng đang có những cái chương trình giảm giá những cái sản phẩm iPhone nữa tại Clickbuy, anh em có thể tham khảo qua những sản phẩm iPhone đó. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.